Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 11: Không bằng ở nhà niệm Phật. Ngày nay chúng ta xem thấy các đạo tràng trong thế gian đều là rối rắm, rất ít xem thấy đạo tràng thanh tịnh. Nguyên nhân này do đâu vậy? Tâm cảnh của mỗi người đều là xen tạp bất an. Nghe nói ở đại lục có rất nhiều danh sơn, những đạo tràng này đều có cáp treo để đi lên, ô tô cũng có thể lái đến nơi. Cáp treo đã thông đến nơi rồi thì du khách rất nhiều. Một khi du khách nhiều rồi, các vị thử nghĩ xem, bạn còn có thể tu hành được không? Cái tâm đó của bạn còn có thể thanh tịnh được hay chăng? Đạo tràng của chúng ta ngày xưa, nó có đạo phong, nó có học phong. Xã hội ngày nay hoàn toàn khác. Khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin nhanh chóng, giao thông thuận tiện. Hay nói cách khác, tìm một cái đạo tràng thanh tịnh tu hành thật tốt thì không có. Đến đâu để tìm đây? Chúng ta ở vào cái thời đại này mà muốn thành tựu đích thực không phải là một việc dễ dàng. Tìm một đạo tràng thanh tịnh tu hành thật khó. Bạn đi đến đạo tràng để tu hành không có được lợi ích thì như vậy không bằng ở nhà mà niệm Phật. Niệm Phật là tu tâm thanh tịnh, tu nhất tâm bất loạn. Phàm hễ chướng ngại nhất tâm bất loạn thì chúng ta nhất định phải lánh xa. Trong Tịnh Tông đã nói nhất tâm bất loạn không chỉ bình thường, chính mình tu hành là lấy nhất tâm bất loạn làm tông chỉ, mà chính là vào mọi lúc ở mọi nơi chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sinh. Cái tâm này của chúng ta cũng không thể động loạn. Nếu như chúng ta giúp đỡ người khác, cái tâm này lập tức bị loạn động. Vậy thì bạn nên ngoan ngoãn ở nhà niệm Phật, không đi giúp người khác. Vì sao vậy? Vì bạn vừa giúp đỡ người khác thì tâm của bạn liền bị chuyển theo cảnh giới rồi. Thành thật mà nói, ngày nay bạn không đủ năng lực để giúp người khác. Đến lúc nào thì mới có thể? Đến lúc nào thì mới có thể đủ năng lực vậy? Là khi bạn tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, tâm của bạn không bị cảnh giới xoay chuyển. Như trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.